Hello, xin chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục chia sẻ cho các bạn cách nhận code cho cái tựa game BigBot này nhá. Rồi, thì bạn nào quan tâm đến cái tựa game BigBot này mà muốn nhận code free 100% ấy thì các bạn hãy nhanh tay truy cập vào cho mình cái đường link nhóm Telegram. Nhận code mình có để dưới phần mô tả video hoặc có ghi ở đầu phần bình luận. Các bạn tham gia vào sẽ có người hỗ trợ cho các bạn nhá. Code hoàn toàn miễn phí và 100% các bạn sẽ nhận được. Đó. Việc của bạn làm gì thì bạn nào là người mới ấy, mà lưu ý nhé, chưa nhận code bao giờ, còn bạn đã nhận code rồi thì đừng có xin nữa nha. Đã nhận code rồi đừng có xin nữa vì xin rồi không có được đâu. Đấy thì các bạn sẽ tải game về cho mình có để đường link tải game ở phía dưới ấy, phía dưới nhé, kéo xuống phía dưới cho mình. Đấy thì các bạn tải game và thành công, các bạn sẽ tiến hành là liên kết số thoại luôn đi, để mất công người ta bảo các bạn thì ngay lập tức các bạn cũng nhận được là tiền 6.868 đồng đó. Và code ở đây nó dao động từ bao nhiêu? Nhiều bạn cứ nghĩ là nó sẽ là 10k đến 20k, giống như cái tựa game mà I win, T win hay D win. D win của full đúng không? Những cái dòng game mình vừa trả vừa nói ấy thì nó là chung một công ty mà code nó chỉ là 10k đến 20k, một ít thực sự các bạn ạ. Code quá là ít. Đấy, mặc dù là free ấy nhưng mà ít quá, chả làm được cái gì cả. Đúng không? Đó, mà chứng từ cái report này, code thấp nhất của nó nhé. Thấp nhất này, thấp nhất là 28k. Thấp nhất nha, đó thấp nhất nha. Mà cao nhất là 888k. Là sao như vậy? Sao lại code được như vậy, nó không mặc định luôn đi. Đây là code ngẫu nhiên. Code ngẫu nhiên nha. Đó, có ngẫu nhiên, có nghĩa nó sẽ bất kỳ một cái số tiền nào đó trong cái khoảng khoảng đó các bạn nhé. Thì bản thân mình này, mình chia sẻ thật luôn, mình có nhập được code là 61k. Bây giờ các bạn gọi là cách nhận code từ cái Mixbot thì nó sẽ ra video của mình đấy, hoặc là những video người khác là nhập trực tiếp trong video luôn đó. Còn là bản thân mình ấy thì mình không 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 được cao lắm như những người khác. Có nhiều người nhập code nhé, được 100 thậm chí là 200k luôn, nhưng mà các bạn đừng có vui vội. Vì sao? Các bạn phải cược đủ cái số tiền các bạn nhập được code, nhưng mà các bạn đừng lo, min rút của tựa game này chỉ là 100k. Ví dụ các bạn cược làm sao, chẳng lẽ các bạn cược 200k nó không thắng bắn nào à? Cược làm sao mình dư được 100k là các bạn rút. Đấy thì nói chung là chính cái tựa game này cũng khá là một nhiều mục, các bạn kiếm tiền free luôn. Xin chia sẻ thì bạn lên Facebook được 3.000 đồng mỗi ngày, báo danh thì các bạn cũng kiếm được tiền nhá, thưởng nạp này, quà thành viên mới này. Đây thì bạn nào muốn nạp tiền thì có thể ở đây. Ui, nạp 100k tặng 38k luôn ạ. Nạp 1 triệu nhận được là 128k này, nhận nó khuyến mãi ác thực sự các bạn ạ. Đấy thì tựa game này chia sẻ thật là mới ra được đâu đó là 3 tháng rồi các bạn ơi, hoặc 2 tháng rồi ấy. Chứ là lâu các bạn nhá. Đấy, những cái tựa game mà phải tầm hơn 5, 2, 3 năm thì nó phải lâu, chứ một vài tháng thì thực sự là mới ra. Và trên kênh mình rất là nhiều video về cái tựa game này rồi, thực sự là kiếm tiền cho cái tựa game này thì thấy khá là dễ các bạn ạ. Thì nếu mà gợi ý nhá, mình là chia sẻ các bạn là chơi quái thú này hoặc là siêu xe. Và gần đây mình phát hiện ra một cái trò là búc bun, không số bun đi, số bun thì nó dễ kiếm tiền hơn. Đây thì mình sẽ làm luôn vài ván nhá. Thì không biết lần này nó có nhân phẩm tốt không ơi, chứ bình thường mình chơi toàn thắng rồi các bạn ạ. À, không có toàn thắng nữa cũng hơi vô lý, có ván thắng ván thua nhưng được cái nhân phẩm mình cũng tốt. Đây, nói chung là chỗ này không quan trọng cầu cái này làm gì các bạn ạ. À không, à cái này phải cầu nhá, hắn nhìn thì là thắng thua thôi. À, thắng thua là sao, có nghĩa là nhà cái thắng hoặc là nhà cái thua, chứ không phải là cầu gì cả nhá. Thế là nhân phẩm tốt hay cả hai thấp thôi. Thì đây mình giải thích ngắn gọn này, nó sẽ có bun lẻ, à bài lẻ chứ không bài lẻ đến là bun 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 là gọi là bun 10 đi. Đấy thì bun nó càng cao thì bạn sẽ thắng. Nhưng bạn cứ chơi, ví dụ mình chơi chơi bạn xem này, này bài lẻ thấp nhất này, ví dụ bài này bun bài là thắng này, bun một trở lên là thắng nhá. Hoặc là bài lẻ, nhưng bài lẻ nếu bài lẻ đẹp hơn bài lẻ của bạn này thì vẫn ăn nhá, nó dễ chơi cực, cứ thắng cái bạn nhà cái này là được nhá. Thì bạn cũng có thể yêu cầu cho nhà cái, nhưng mà yêu cầu số vốn của bạn, vốn các bạn phải đi nhà cái ấy, thì nó phải yêu cầu là tối thiểu là 50 củ nha, thì nó mới có thể đặt yêu cầu là đòi đi nhà cái. Còn những cái này thì đa số là chơi thường thường thôi, chứ đi nhà cái làm sao được. Bài lẻ này, ui các bạn nhà cái này đen nhau, ui ui lại thua tiếp kìa, mất bài một lúc 28 củ vãi chưởng ạ, khủng khiếp thực sự các bạn. Mình làm bắn 100k này nhá, nếu mà bên nhà cái bùn bùn đấy thì mình bay một lúc 1 triệu luôn đấy. Đùa đâu, nhìn chả biết cái gì đúng không, chả biết mua một lần đâu thật sự.
có khi một ván bài sạch tiền các bạn. Nói chung là mình vào phòng lớn lớn, mình vào phòng to thôi ăn được các bạn ơi, bài lẻ chắc ăn rồi. 49. Ôi ôi. Ăn được phát 900k các bạn, ngon thật sự. Tôi chạy luôn, té luôn các bạn ơi. Thì luôn. Đây, ví dụ cái phòng làm mic này thì nó cứ 45 là cao nhất nhá. 44 là 44. Đây này mình cho bạn xem này. 100k này. Thế phòng này thì nó bé. Chơi thì mãi thôi, đây là vốn đi tốt nhất phải là 20 củ thì nó mới được lên nhá. 45 này. 45 mình thắng hay thua đây? 43 mình thua các bạn nhá. 45 ơ, 45 thì 40 mấy là cao nhất nhỉ? Thua 100k rồi các bạn đâu thôi bỏ nhá. Hình như là 47 nha. Mình sai xem quy định này. Về cái phần là quy tắc chơi này, đây này này. Đây này, phòng 5x nhá, số tiền cược tối đa cá nhân là tổng số xu 5 này các bạn này. Đây này, tổng số tiền là có hiểu rõ cách chơi nhá. Đó, ví dụ bài như nào, xét lớn nhỏ này. Nói chung là mình lừa đảo cái này là các bạn, nó ra cái gì để mình biết cái đó thôi. Đây này. Đó. Đây này, các bạn đọc rõ nha, chứ tụi mình không quan tâm cái này lắm, mình cứ chơi là chơi thôi. Đấy, thì nói chung là lãi được mấy 800k đúng không? Ui cũng được phết các bạn ạ. Tôi hơn 2 phút tôi mà lụng được. Không được. Lụng được 800k các bạn, nói chung là nhân phẩm tốt. Cái pha bạn mình chơi phòng 10x ấy, lại một lúc được mấy, lại một lúc được 900k. Buổi chơi kia thua 100k nhưng mà không sao cả. Ngoan quá các bạn ơi, ai mà chơi thì nên chơi số bùn nhá. Nhưng mà nhân phẩm tốt thôi, cũng có thể các bạn thua cũng có thể thắng, nên cái này chung là mình thấy cũng được các bạn ạ.